Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác phòng chống thiên tai lũ bão trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tính đến 6 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Việt Nam có 2.875 người mắc COVID-19, có 2.516 người đã được chữa khỏi, có 35 ca tử vong. Tại tỉnh Hòa Bình không ghi nhận trường hợp mắc mới. Toàn tỉnh đã xét nghiệm được 9.764 mẫu. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia trong khu vực châu Á gần và có biên giới với Việt Nam như Campuchia, Lào và Thái Lan. Nguy cơ bùng phát dịch trở lại đối với Việt Nam là rất cao. Tuy nhiên hiện nay, ở một số địa phương người dân còn chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo và khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch xâm lấn, lây lan, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên truyền phổ biến quán triệt tổ chức thực hiện các cái chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Trung ương. Rồi các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, của ủy ban. Trước hết là các đồng chí phải làm thật tốt cái việc này. Thực hiện tốt cái phương châm là gì? Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Chúng ta phải đề cao cái việc của tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch, xây dựng các cái kịch bản sẵn sàng ứng phó khi mà có dịch xảy ra. Bây giờ chúng ta rà soát, cập nhật các cái kịch bản để sao mà khi mà xảy ra cái trên địa bàn chúng ta không còn bỡ ngỡ nữa, là chuẩn bị đầy đủ cái vật tư trang thiết bị sẵn sàng cho công tác chống dịch. Và tôi đề nghị là cái dự phòng ngân sách là ưu tiên cho cái việc này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 không của riêng ai mà của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tăng cường kiểm tra, rà soát lại các khu cách ly, nguồn bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh phải được phân luồng bệnh nhân ngay từ đầu. Đối với cơ sở giáo dục đào tạo phải có kịch bản và triển khai ngay dạy và học online trong điều kiện khi có dịch COVID-19 xảy ra. Chủ động tiêm vaccine an toàn hiệu quả, rà soát lại các tổ phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở, thực hiện việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động tuyên truyền giám sát việc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, theo dõi chặt chẽ những người đi làm ăn xa trở về địa phương. Đối với công tác phòng chống thiên tai lũ bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước tình hình thời tiết diễn biến cực đoan khó lường, để chủ động phòng chống thiên tai lũ bão trên địa bàn tỉnh năm 2021, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. Giải pháp số 1 vẫn là công tác tuyên truyền phổ biến để cho người dân nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, giảm nhẹ thiên tai, không được chủ quan, lơ là trong cái chuyện này. Cái việc thứ hai là phải theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa lũ trên địa bàn, thường xuyên cảnh báo những cái điểm có nguy cơ cao. Giải pháp thứ ba ấy, là cũng phải xây dựng các cái kịch bản ứng phó kịp thời với các hiện tượng thiên tai trên địa bàn, mưa lũ ống, lũ quét, ngập lụt ra sao. Cái kịch bản này thì cũng xây dựng theo cái phương châm 4 tại chỗ thôi, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, đặc biệt là những cái địa phương mà có thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn chúng ta. Thứ ba, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt nhấn mạnh các cấp các ngành, các địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm vật tư, trang thiết bị chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, rà soát các công trình thủy lợi, hồ chứa, các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án di dời người và tài sản. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp các ngành, các địa phương quán triệt và triển khai ngay công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác phòng chống thiên tai lũ bão năm 2021.